Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Shop Hạt Giống sẽ chia sẻ cho các bạn biết về cách là ươm hòa cái hạt cải hoa hồng này nhé. Thế thì cái hạt cải hoa hồng này thì dạo gần đây cũng được bán khá là rộng rãi trên thị trường. Thế nên một gói này thì được bao nhiêu hạt? Cũng được khá là nhiều hạt. Ngoài này bạn ấy ghi, cái bao bì này ghi là được 1 gram thì nó phải rơi vào khoảng tầm vài trăm hạt nha các bạn nhé. Các bạn nhìn thấy không? Với cái hạt cải hoa hồng này thì các bạn sẽ chuẩn bị một bát nước ấm như thế này, nước ấm khoảng tầm 40 độ C, và các bạn sẽ cho vào đây, các bạn ngâm. Thế thì với cái ngâm như thế này thì các bạn ngâm trong vòng bao lâu? Các bạn sẽ ngâm khoảng tầm từ 3 cho đến 5 tiếng nhé. Đó. Thế thì trong cái thời gian ngâm như thế này này thì các bạn lưu ý một chút là chúng ta có thể, bạn nào mà cầu kỳ mà cẩn thận một chút ý, thì chúng ta có thể nhỏ cái thuốc kích thích Atonik, chúng ta nhỏ vào trong lúc mà đang ngâm hạt như thế này thì nó sẽ loại bỏ được những bụi bẩn và nó sẽ kích thích cái hạt của chúng ta, nó sẽ nảy mầm nhanh hơn. Khi mà hạt của chúng ta nó đã ngâm đủ cái thời gian mà chúng ta đã quyết định rồi thì các bạn sẽ vớt hạt ra và chúng ta sẽ ủ vào khăn ẩm, vào cái khăn như thế này. Khăn ở đây thì đó là khăn ướt của trẻ em, thì các bạn có thể mua rất là dễ dàng ở ngoài những cái tiệm cửa hàng tạp hóa. Thì cái khăn ướt này thì các bạn bắt buộc phải nhúng qua đi, rửa cho nó hết cái nước ở cái phần cũ đi, và chúng ta sẽ để lại một chút nước ở trong cái khăn này, và chúng ta sẽ cho vào hạt cải hoa hồng vào đây và chúng ta sẽ ủ. Các bạn ủ trong vòng bao lâu? Cái thời gian nó nảy mầm nhanh hay không nó sẽ dựa vào cái độ ẩm của cái khăn này rất là nhiều. Độ ẩm của khăn nó phải khoảng tầm 60 cho đến 70%. Thì các bạn lưu ý là khăn của chúng ta luôn luôn ẩm, và các bạn gói cái khăn này và để vào trong chỗ râm mát. Các bạn có thể cho vào trong lọ nhựa hoặc chúng ta sẽ cho vào túi ni lông và chúng ta sẽ để cho trong chỗ râm mát. 2 ngày các bạn sẽ kiểm tra một lần xem khăn của chúng ta khô thì chúng ta sẽ nhỏ một vài giọt nước vào để cho khăn ẩm. Khoảng tầm 5 đến 7 ngày sau thì hạt của chúng ta nó sẽ nảy mầm và các bạn sẽ mang ra và chúng ta sẽ đem đi gieo. Thì cái khoảng cách gieo ban đầu thì các bạn có thể gieo thưa tay ra một chút, bởi vì cải hoa hồng này của chúng ta thì các bạn biết là nó cũng rất là dễ sống. Cái đặc điểm của cái loại rau này là cái sức sống rất là mạnh mẽ, nó có thể chịu được lạnh, tức là nó có thể chịu được khoảng tầm 10 độ C khi mà trời mùa đông giá lạnh. Đó. Và cái đất trồng của cái cải hoa hồng này thì nó sẽ thích hợp với những loại đất sau, như là đất cát này, hay là đất thịt nhẹ này, đất tơi xốp. Đó, và cái độ pH của đất là từ 5,5 cho đến 7,0. Đất thì phải nhiều chất hữu cơ và thoát nước tốt. Các bạn có thể tận dụng trong những cái khay trồng này, thùng xốp hay là các cái chậu nhựa, thì các bạn có thể tận dụng ở trong những cái dụng cụ như vậy để chúng ta trồng ở trên sân thượng hoặc là trồng ở trước cửa vườn nhà chúng ta. Khi mà cây con của các bạn được khoảng tầm 10 cm, chúng ta có thể tỉa cây ra. Tỉa cây và chúng ta sẽ đánh ra, và chúng ta đánh với cái khoảng cách như sau. Cái hàng cây của cái hàng nó cách hàng kia thì khoảng tầm từ 20 cho đến 30 cm, và cây nọ cách cây kia, cây trước cách cây sau khoảng tầm 10 cho đến 15 cm các bạn nhé. Và khi cây con của chúng ta trồng được khoảng tầm 10 cho đến 15 ngày, khi mà tỉa đánh ra được khoảng tầm 10 đến 15 ngày, lúc này cây của chúng ta đã bén rễ hồi xanh rồi thì các bạn sẽ bón phân hữu cơ. Phân đấy các bạn có thể bón phân chuồng quế hoặc là những cái phân chuồng ủ hoai mục, và các bạn sẽ bón ở bên dưới các cái gốc cây hoa hồng của cây cải hoa hồng của chúng ta. Và cái thời gian thu hoạch của cải hoa hồng nó khá là ngắn ngày, khoảng tầm 45 ngày trở đi các bạn có thể thu hoạch được những cái rau cải hoa hồng. Thì các bạn có thể tỉa những cái, các bạn nhìn thấy là nó xếp ni này, nhìn trông rất là đẹp, và các bạn có thể tỉa bớt những cái lá xung quanh, và không thì các bạn sẽ ăn non và chúng ta sẽ cắt sát gốc đi và chúng ta sẽ tỉa, chúng ta sẽ lấy luôn cả cây đó để chúng ta sử dụng, đúng không ạ, chế biến. Đó, thì tôi cũng vừa chia sẻ sơ qua một chút về cái cách ươm hạt cũng như là cách chăm sóc cây trong cái quá trình mà cây của chúng ta từ cây con cho đến lúc chúng ta có thể thu hoạch được. Chúc tất cả các bạn có thể thành công. Ai có nhu cầu mua hàng hãy liên hệ với shop theo số điện thoại là 0978 426 812.